Bây giờ tới cái câu đó, bài nguyện trước bàn thờ ông bà. Cái bài này đó Đức Thầy viết ở Bạc Liêu vào cuối năm Tân Tỵ. Nhưng người ở dưới ta chua cái những cái câu này đó thì mình thấy làm như nó không hợp. Tại sao vậy? Tại vì đó người ta để là bài này Đức Thầy viết ở Bạc Liêu năm Tân Tỵ, nhưng vì thấy nó hơi dài nên Đức Thầy viết bài khác, tức là bài 12 câu là cúi đầu lại tạ tổ tông đó, dài dài cái bài đó để cho anh em bổn đạo dễ thuộc. Nếu chưa như vậy mình thấy nó không hợp. Tại sao? Tại vì lúc Đức Thầy ra đời á, mới khai đạo năm 39 là có cái bài nguyện rồi, có cái bài nguyện rồi ở trong cái bài cái tờ quy y đó. Hồi trước ông bà tôi quy y còn để lại đó, cái tờ đó cũng có cái bài nguyện này rồi, có cái bài cúi kính dâng hương trước cửa quyền cầu tranh thất tổ chứng lòng thiền. Nhưng mà cái bài đó đó nó trước lâu rồi chứ không có hay sao mà nói lại bỏ cái bài này viết cái bài kia cho dễ nhớ, thì nó làm như mình thấy có xuất xứ như vậy nó không hợp. Bởi vì trước kia Đức Thầy đã năm 39 Thầy ra đời là có rồi, có bài nguyện rồi, nhưng mà hồi đó gọi là cái tờ quy y. Ở trong cái bài nguyện cũng y chang như vậy hả? Nhưng mà có cái bài nguyện đó là cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện, nó khác. Có cái chỗ là Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Long Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ, sau này sửa lại là Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Còn mấy cái kia thì giống hết. Bởi vì khi mình nghiên cứu á, mình thấy cái nào mà nó hơi nó mâu thuẫn thì mình đưa ý kiến lên với đồng đạo mình. Đặng chi ạ? Đặng chúng ta tìm hiểu với nhau, rồi coi cái nào mà nó đúng nó hợp á, chúng ta xài. Ở đây mình không nói mình đúng, đồng đạo mình sai. Nhưng mà cái chỗ nào á, mình theo cái chỗ nấy. Đúng ra cái bài này đó, cái chua cái hàng dưới này đó nó không có hợp. Bởi vì nếu mà trước kia chưa có cái bài cúi kính dâng hương trước cửa quyền đó, cái bài 12 câu đó, 4 câu dâng hương và 8 câu đọc rồi lại đó, thì chúng ta viết cái nó phải. Viết sau này á, nó viết ở trong cái quyển 6 nó phải. Nhưng đằng này trước kia đã có rồi. Đã có rồi mà bây giờ mình nói như vậy thì nó không ăn, nó bị mâu thuẫn ở trong. Thường thường á, người ta không chịu để ý mấy cái này, nó bị mâu thuẫn mà không hay. Thì thôi như thế này, chia sẻ với quý vị như thế này, cái bài này đó từ trên xuống dưới nó có ý nghĩa rất là vô cùng. Mà điều theo mình nghĩ đó là cái bài này là cái bài tự tâm mình đó có phát cái bổn nguyện như vậy đó. Mình có cái bổn nguyện đối với cái ông bà mình cửu quyền, tức là bàn thờ ông bà đó. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy Phật chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Tuy là nó ít, nó có 4 câu đơn giản nhưng mà cái nghĩa nó cũng vậy à, chẳng có khác. Thì ở đây đầu cuối lại của quyền thất tổ, ngõ đáp ơn bá bổ sanh thành, nay con quy Phật tu hành của quyền thất tổ, lòng thành chứng chi. Thì ở đây có gì đâu, thì cũng y chang cái bài kia. Lời Phật dạy từ bi bác ái, dạ nhân từ quảng đại mở mang, hiếu trung con giữ vẹn toàn, từ rài chẳng dám lăng loạn như xưa. Sao hưởng được phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, cái nguyện đem công đức tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát lưng trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm, độ công sinh chúng hết lầm hết mê, cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn thực tịnh là đường vô sanh. Đây là cái bài mà mình đã phát nguyện trước của quyền thất tổ, tức là trước ông bà mình đó. Đây có thể nói là mình hứa với ông bà mình tu phải như vậy đó. Nhưng mà đồng đạo hỏi có cái chỗ là cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng đến trần ảo ảnh gạt được, có 4 câu sao à. Thôi thì đây là cái bổn nguyện chứ không có gì hết á. Trước khi về Phật quốc ngày ngày an lạc là cả giống dòng giải thoát lưng trần, là trước hết á. Tại sao? Tại vì của quyền thất tổ với mình có cái nhân duyên, cho nên cái người mà tu đắc á, cứu độ ở trong nhân duyên trước của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trước, rồi mới cứu độ người sau được. Chứ không phải mình muốn cứu độ ai là cứu độ dễ đâu, không phải như vậy, mà là phải có đủ cái nhân duyên rồi mới cứu độ được. Mà cái người đủ nhân duyên mình đó là cũng quyền thất tổ ông bà cha mẹ. Cho nên
cả giống dòng giải thoát lưng trầm, tức là dòng họ mình đó, rồi đem đạo pháp quyền thâm, tức là cái đạo hay ho màu nhiệm của Đức Phật đó, mới độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Đây là cái chương trình độ tha. Khi mà chúng ta giảng sanh về cực lạc đó, là chúng ta còn phải học đạo cho hoàn toàn mới trở lại cứu vớt chúng sanh. Vậy mà ở trong cái chương trình giáo đạo của Đức Thầy đó, nói rất là có ngàn, chứ không phải là đụng đâu nói đó, mà là phải có thứ tự như vậy mới được. Nguyện tu cho đắc đạo rồi, rồi mới độ của quyền thất tổ ông bà dòng giống mình xong, rồi mới đem đạo pháp đi cứu độ những cái người khác cho hết mê, tức là cứu độ chúng sanh. Thì độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Độ đây không phải độ riêng chúng sanh, mà cả vạn vật, cái bổn nguyện lớn mà. Phật từ bi độ trong nhân vật, như vậy mới phải là Phật. Thì có cái bổn nguyện lớn vậy thôi, nhưng mà những cái người chưa nhân duyên thì độ không có được. Chứ không phải nói như vậy mà độ hết được đâu, còn phải chờ gieo duyên. Gieo duyên là cái nhân duyên nó mùi, nhân duyên nó mùi thì độ mới được. Vậy thì độ cái bổn nguyện thì phải độ hết tất cả vạn vật, đều là về cảnh Phật hết, là thành Phật hết. Nhưng mà mình thấy đó, nếu đủ nhân duyên thì Đức Phật độ hết rồi, tại vì những người không có nhân duyên với Phật mới rớt lại tới bây giờ này. Mới tới mình đây nè, rồi mình mai được có cái nhân duyên với Thầy, Thầy độ mình, rồi Thầy mới nguyện hàng ngày mình cúng lại, mình cầu nguyện cái nhân duyên đó đó, nó mới kết cấu lại lâu ngày, nó mới hình thành được cái hột giống, rồi cái hột giống đó nó mới lên cây. Tức là những cái việc mình làm hiện tại bây giờ nè, từ thiện xã hội nè, đắp đường nè, bắt cầu nè, kiếm thuốc nè, đi giúp đỡ đời, bất cứ cái việc gì phải đời có hưởng thụ những cái mà mình giúp đỡ đó, thì những người đó được cái nhân duyên với mình. Đó là gọi là tạo cái nhân duyên đó. Vậy thì hiện tại bây giờ mình làm tất cả các việc thiện là để gieo duyên không đó. Cái người mà có duyên sâu đó là mình có duyên sâu với Thầy, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái người kế đó là những cái ngày lễ của Thầy, những cái cuộc thuyết trình, đàm đạo, ấn tống giáo lý vân vân, những người đó có nhân duyên đó. Thì những cái người đó có cái hột giống rồi thì rất là dễ độ. Còn những cái người chưa, như nước ngoài người ta qua tham quan, mà người ta đi ngang, người ta ghé ăn bữa cơm, uống một cái ly nước, hay là nghe một cái lời pháp, đều là có cái nhân duyên hết, nhưng mà mới gieo. Cái nhân duyên đó gieo, mới gieo. Hồi trước Đức Thầy nó giống hiền xưa, bây giờ mới tỉa. Thì bây giờ Thầy đã tỉa rất là nhiều rồi, bây giờ mình tiếp tay Thầy mình tỉa là như thế đó. Chứ không phải tỉa đem cái hột giống bỏ như giống đậu, giống khoai, mà là tỉa bằng cách làm cho họ có cái nhân duyên. Cho thuốc cũng là tỉa nè, cho cơm cũng là tỉa nè, cho nước cũng là tỉa nè, giúp đỡ người nghèo cũng là tỉa nè, bắt cái cầu cho họ đi ngang cũng là tỉa, đều là giống hiền không, tỉa cái giống thiện đó. Thì những người nào có hưởng thụ đó thì được cái nhân duyên, mà cái chờ cái nhân duyên đó mùi rồi thì đổ được. Vậy vậy mà những cái con vật mình tha thứ nó, mình không giết cho nó đó, phóng sanh nó đó, là bây giờ đều có cái nhân duyên với Phật giáo Hòa Hảo. Khi nào cái nhân duyên đó được mùi thì những cái con đó nó chuyển lên làm người và nó tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tức là tu theo Thầy mình đó. Cho nên đồng đạo chúng ta nên nhớ một cái việc thiện là một cái nhân duyên. Nguyện làm cho đẹp mặt mày á, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ Đức cả về trên, độ con yên ổn, vững bền cõi tu. Thì bây giờ nguyện với cụ huynh thất tổ vậy rồi, thì cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn, xin dưỡng dài công dọc nhằn rài, con xin giữ đạo hạnh, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Thì cái bổn nguyện mình là như thế. Vậy thì hiện tại bây giờ là gì? Chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên là giờ mình lo tu nè, lo làm thiện nè, thì tạo cái phước duyên đó. Cái phước duyên đó thì cả vạn vật, mà nếu người nào có được nhân duyên hết thì về Phật cảnh hết. Quý vị nhớ thở xưa đó, cái ông Tăng đó mà ông chỉ cho chim ăn thôi, đậu mè thôi, mà ông nguyện cái nhóm chim đó nó còn chuyển lên người để ông dạy cho tu giải thoát. Thì hà tất vì mình bây giờ là cho chúng sanh ăn, giúp đỡ chúng sanh việc này việc nọ, thì những người đó có nhân duyên sau này cũng theo Thầy giải thoát. Cho nên gọi là cả vạn vật đồng về Phật cảnh, những người có nhân duyên được về cảnh Phật hết. Chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lường. Chẳng luyến trần tức là không còn mê nữa, mà ảo ảnh là giả dối. Chữ ảo tức là ảo thực đó. Ảnh là cái bóng, không thật.
Ảo thực là gì? Cái nhà ảo thực, người ta thực ra cái này, cái kia, cái nọ, đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà rốt cuộc là không có cái gì xài được hết trơn. Thực ra cái món ăn hồi, cái món ăn đó cũng rã thành giấy. Thực ra tiền cũng tiền thành giấy. Thực ra người này, người nọ, con thú, con này, con kia cũng là giấy, này kia. Ảo thực là như vậy, nó không có thật. Mà cái ảo thực là gì? Là do nó nghiệp hiện. Tỷ dụ như ảo thực, cái nghiệp nó hiện cũng như vậy đó. Chúng quý vị mà nằm chiêm bao đó thấy đấy ha. Bên này rồi cái chuyển sang bên kia, chuyển sang bên nọ, chuyển đủ thứ trơn, rốt cuộc rồi không có gì hết. Giật mình thức dậy là không có gì hết. Cho nên gọi là ảo, giả không thật. Rồi ảnh là cái bóng, dạng vật đây là cái bóng chứ không có thật. Nó là cái bóng của cái chân thật. Thì trong giả thân nó có cái chân thân, trong cái thân mình đây nè. Nó là cái bóng của cái pháp thân thanh tịnh. Mà chúng ta bỏ cái hình thiệt mà chạy theo cái bóng, tức là bỏ cái tâm chân mà theo cái tâm vọng, bỏ cái thân Phật mà thọ lấy cái thân phàm. Cho nên ở trong cái thân thật không xài mà xài theo cái thân giả. Ở trong cái giả thân này nó có cái chân thân mà không tìm cái chân thân, không trở lại dưới cái bản tâm để mà sống dưới cái thể thanh tịnh pháp thân, mà chạy theo cái ảo ảnh vọng tâm. Cho nên cái thân phải bị sanh già bệnh chết. Cái thân sanh già bệnh chết là do đâu? Là do nơi cái tâm, do nơi cái tâm sanh trụ dị diệt. Không có cái tâm sanh trụ dị diệt thì không có cái thân sanh già bệnh chết, mà không có cái thân sanh già bệnh chết thì không có cái cảnh thành trụ hoại không. Bốn ba cái này nó có là do nơi cái tâm vọng mà có. Bây giờ ảo ảnh chúng ta biết được rồi, nó không còn gạt lường ta nữa thì không có liếng nó không có gạt. Bây giờ mình liếng nó, mình thấy cái gì mình cũng ham, mình thấy cái gì mình cũng muốn, mình thấy cái gì mình cũng mê, cho nên gọi là liếng trần. Mà bây giờ chẳng liếng trần là thấy cái gì cũng không muốn, không ham, không mê, chẳng liếng trần. Bởi vì nó là ảo ảnh, nó gạt lường mình hồi đó tới giờ không biết bao nhiêu kiếp rồi. Giờ đây mình không nhờ giáo lý thầy thì coi như bị nó gạt nữa đó. Nhưng mà có người có giáo lý thầy ở trong tay rồi mà còn bị nó gạt, cái đó mới là tức á. Hay là ta không biết mà để nó gạt, đằng này biết rồi, thông suốt rồi mà để cho nó gạt. Cho nên thầy cảnh giác, thầy nói nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh là bởi lòng còn mê là bị nó gạt nữa đó. Cho nên học đạo đặng mà tu, chứ không phải học đạo để mà đi nói cho người ta khen là coi chừng bị nó gạt. Nó gạt biết bao nhiêu người rồi, chẳng những nó gạt mình thôi mà nó còn gạt cả thiền sư đại đức. Thiền sư đại đức chết dài dài cũng do nơi nó. Vậy thì giờ đây hôm nay thầy dạy mình nó đừng có liếng nó nữa, vì nó là không có thật, nó là giả, nó là cái bóng, nó gạt lừa mình. Thì bây giờ không còn gì khác hơn là nguyện cầu chư Phật mười phương. Nguyện cầu mười phương chư Phật. Mười phương là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Phương Đông Bắc, Tây Bắc, Nam Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam là 8. Hướng phương, hạ phương là 10 phương. Gọi là nguyện cầu chư Phật mười phương. Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nếu chúng ta lìa bỏ hết tất cả các cái ảo ảnh rồi thì chúng ta sẽ nhập vào niết bàn cũng như chư Phật, chứ không có gì khác. Tịch tịnh là yên lặng. Mà con đường yên lặng đó là con đường không còn sanh tử, cho nên gọi là vô sanh. Niết bàn tịch tịnh. Chữ niết bàn á, nó có nhiều nghĩa, cho nên á, người ta không có dịch, ta để nguyên cái chữ phạn. Vậy là ai tùy theo ai xài cái chữ nào thì xài. Có chữ ta dịch niết bàn, chữ niết á là không, bàn là tham sân si, không tham sân si tức là niết bàn. Chữ niết là tịch, chữ bàn là tịnh, niết bàn tịch tịnh. Ở đây thầy xài cái chỗ yên lặng, niết bàn tịch tịnh. Có chỗ người ta dạy ta xài đủ thứ trên á, cái chữ niết bàn nhiều nghĩa, cho nên ta không nghĩa không có dịch mà để nguyên cái chữ phạn là niết bàn, nirvana, chứ không có gì lạ, chữ niết bàn là như vậy. Thôi thì ở cái sự hiểu biết của tôi chỉ có bao nhiêu, mong rằng đồng đạo mình nó cũng quan hỷ. À giờ đây thấy có đồng đạo khác vô cũng nhiều, mong rằng quý vị cũng quan hỷ với cái sự trình bày của tôi theo cái sự hiểu biết của mình mà thôi, không thể nào nói khác hơn được. Trước khi dứt lời, chúc cho đạo tràng được vui vẻ, và cũng không quên cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và tặng những cành hoa. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho đồng đạo chúng ta tinh tiến tu hành cho đến niết bàn tịch tịnh. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trả nét.